Tối đi nghe. Ok.
qua đêm cũng là quen thành phần kiểm xe. Mình có 18 người thôi. Như vậy xe buýt của mình là đi One driver for Cambodia, two for the entry, and back, all two. One driver only. Yeah. What is his name? Mr. Kam. Kam. Mr. Kam. Yeah, Kam. Hello, Mr. Kam. Yeah. Hi, Mr. Kam. maybe he's very shy, so he don't. Mr. Kam is our driver today. It's a whole two. 15 years. Yeah, 15 years ago. So very good drives. Yeah. And Mr. Kern is fit for emergency. Toilet manager. Toilet manager. In university, I study Japanese for 2 years, but it's still difficult for me. Japanese to the because they use the answer letter from Chinese that can see. I don't have enough time for this thing. From Thai and Vietnam. You can see the border over there. Yeah. Please wear. Yeah, please. Phổ khẩu okay. Mộc bài. The Sabah Phổ khẩu. Thank you. You know this this the border pond? Border pond. From Cambodia. 0855. Và trình chung ngày hôm nay mình thấy phía đông của Campuchia và phía đông đây là giáp danh với Việt Nam. Dạ, đây phía đông giáp danh Việt Nam và đông bắc giáp danh với Lào. Dạ, còn tây bắc thì giáp danh với Thái Lan. Và còn một phần đây biển của Thái Lan và cũng giáp danh với biển của Campuchia ở thành phố Siem Reap. Dạ, hiện nay người ta gọi là con phong sao. Dạ, mình nghe nói là đi qua con sông là tới tận Siem Reap Việt này. Và đó là biển cả của Campuchia. Và một thủ đô Phnom Penh, dạ đây là thủ đô Phnom Penh này. Dạ. Nhưng mà trong ngày hôm nay, dạ trong ngày hôm nay là hành trình của cái nhà mình từ cửa khẩu Mộc Bài mình khởi hành lên Siem Reap. Hôm nay mình không qua thủ đô Phnom Penh và dạ, mình tiến thẳng lên Siem Reap được. Và đây là nơi dạ, cửa khẩu mình vừa qua. Dạ, đây là cửa khẩu từ thành phố Hồ Chí Minh đây. Xuất phát lên tới cửa khẩu này. Và từ cửa khẩu này mình sẽ qua mình xoay điên đến Preve. Dạ, khi đến Preve thì mình có qua một cái phà. Và phà này mình sẽ qua phà thì đến 60 cây số nó sẽ đến thủ đô Phnom Penh nhưng mà mình không qua phà. Dạ, không qua phà tại vì hôm nay mình không qua thủ đô Phnom Penh thì mình đi thẳng lên Siem Reap luôn, đến đó thì mình sẽ quẹo qua Phong Phung Chạm. Và sau đó mình sẽ được dùng cơm trưa tại thị xã Phong Phung Chạm. Và dùng cơm trưa xong thì mình sẽ tiếp tục hành trình khởi hành đến Công Phong Thông và mình sẽ ghé tới đây kiểm tra và quy lập. Và sau khi nghỉ ngơi tại Công Phong Thông xong thì mình sẽ tiếp tục hành trình là khởi hành lên Siem Reap. Đây là Siem Reap. Yeah. Và mình sẽ ở đây là ở Siem Reap là 2 đêm. Đây đây. Để tham quan kỳ quan thế giới là nơi đây. Ông Cô Bốt, ông Cô Thông và các đền đài khác gọi là đất rộng người thưa. Và trong diện tích 181.035 km vuông này, hiện nay dân số Campuchia chỉ hơn 13 triệu thôi. Và cả nước Campuchia luôn. Và dân số chỉ có hơn 13 triệu thôi. Và so với Việt Nam thì còn rất ít. Và ở Việt Nam mình chỉ là thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và chỉ lấy thành phố Hồ Chí Minh thôi lại so là muốn bằng cả nước Campuchia này. Vâng, dạ. Xe mình đã đưa mình qua cái cầu này gọi là cầu Kisuna. Dạ. Mình xây lên vào năm 2012. 5,000 đồng is one of their money. 5,000 đồng is one
Dạ, đây là một cái cầu mà do Nhật Bản xây tài trợ cho Campuchia. This is the bridge donated by. Và chiều dài của cái cầu này là 1.800 m. Đầm sen đó. Thấy rõ mặt không? Dạ chê, bạn trai lắm. Họ vẫn ăn dừa ăn riếc nè. Hả? Sao? Bây giờ đi kiếm chỗ ngồi hả? Em biết không? Đây cái cầu cổ mà nó xây từ thời thế kỷ thứ 12 ấy. Rồi sao? Cứ từ từ. Okay, all right. Zaz, we're cold and restless. His wounds have almost healed. And she give half Texas just to change the way he feels. She knows his love's in Tulsa. She knows he's a gonna go. You know a woman wants her cowboy like he wants his rodeo. Oh, it's the bulls and blood, it's the dust and mud. It's the roar of a Sunday crowd. It's the wide and the knuckle, the gold and the buckle. He'll win the next go round. Well, it's boots and chaps, it's cowboy hats, spurs and a lot of gold. It's the ropes and the rain and the joy and the pain, and they call the thing a rodeo. Yes, sir.